Thảo mến chào bà con đang xem trên kênh Mê Cây Yêu Vườn cho cuộc sống Mỹ nha Cả nhà mình hôm nay có khỏe không? Thảo đang quay mấy cây củ chuối đó cả nhà Củ chuối này là để mình ăn nha Chắc cũng mấy chục năm rồi Thảo không có được ăn cái món này Ăn những cái món dân dã này nhưng mà rất là ngon Và nó cũng rất là tốt cho sức khỏe chí ít thì nó cũng không có hại ha cả nhà ha nếu như nó không tốt thì nó cũng không có hại <laughs> và nó gợi nhớ quê hương cho nên đó là lý do mà thảo trồng cũng như mang lại cho bà con mình ở trên nước mỹ ai mà thích trồng trọt và vẫn thích những trồng những cây này gợi nhớ quê hương thì chúng ta nên trồng một bụi hai bụi cho nó vui ha cả nhà ha thứ nhất là mình có củ để ăn thứ hai đó là ngắm nhìn cũng rất là vui đây là những bụi dâu trắng cả nhà ơi hay còn được gọi là dâu bạch tuyết nha những cái trái dâu nó sẽ là màu trắng chứ nó không phải là dâu tây đỏ như chúng ta vẫn mua ở ngoài chợ hay cả nhà thật sự là dâu này thảo cũng chưa có bao giờ ăn năm đầu tiên thảo trồng và ở đây thảo có dư ra được ít bụi nè cả nhà mình nếu mà ai thích trồng dâu trắng này thì hãy liên lạc để mà trồng những cái bụi dâu trắng nó vừa đẹp lạ mắt mà ăn cũng ngon hay cả nhà ha thì dâu nói chung là thảo rất là thích ăn nó tốt mà nó ngon nữa trái nó bắt đầu ra đó cả nhà nó màu trắng trắng dễ thương lắm mình thích cái gì mà nó lạ lạ như vậy đó đó đây là những bụi dâu mà mình bán nha nó đang có bông và có trái sẵn luôn đó bà con nha Bên cạnh đó thì Thảo cũng có củ mì tinh hay còn gọi là bình tinh và củ dông Nó rất là nhiều tên cả nhà ơi <laughs> Và đây là táo Đài Loan Táo Đài Loan này gợi nhớ tuổi thơ khi mà mình đi học đó mình ăn những cái trái táo xanh đó cả nhà Nhưng mà ngày xưa táo của mình thì nó nhớt nhớt và nó chua hay cả nhà Nhưng đặc biệt cái táo này nó không có nhớt, không có chua và nó rất là ngọt cây nó là 4 feet cả nhà ha cái táo Đài Loan này có hai cách trồng có người thì trồng bằng cách là thân gỗ thì mình tỉa ở bên dưới đi mình giữ bên trên thôi còn có nhiều người thích cho nó leo vàng vẫn được nha cả nhà táo Đài Loan hiện tại kali mình mới bắt đầu ấm lên thì nó đang ra những cái lá non mình không so sánh với những tiểu bang nóng được cả nhà ha cho nên là thời tiết bên mình thì nó lạnh đó bây giờ mấy cây táo này mới bắt đầu trở lại mùa ấm chúng nó đang ra những cái lá non mơn mởn nha cả nhà. mình còn có một cây đu đủ duy nhất. <laughs> đây là cây đu đủ nè rất là dễ thương. thảo mê những cái cây dân giả của tuổi thơ mình đó cả nhà. cho nên thảo cũng chia sẻ những cái đam mê này với bà con mình ha. thì hiện tại thảo có một cây đu đủ để bán thôi và táo tàu ghép hai trong một ba trong một thì thảo vẫn luôn cung cấp cho cả nhà mình nha à, hiện tại thì thảo cũng có một số cây táo tàu nè dù là cây nhỏ nhưng cây được ghép cho nên là đang ra hoa hết tất cả đều ra hoa cho nên bà con mình nếu khéo trồng thì năm nay sẽ cho một vài trái nha bởi vì cây nó còn nhỏ thì chắc là nó cũng sẽ không có đậu nhiều trái đâu cả nhà những cây mà Thảo đang nói ở đây Thảo đều có thể ship xuyên bang được cả nhà mình cô chú anh chị em nếu ai quan tâm thích trồng những cây trong những video mà Thảo hay đăng lên đó thì hãy cứ tự nhiên liên lạc số phone trực tiếp dùm Thảo 510-774-1117 nha ở đây mình có những cây quýt ngon đây cả nhà ơi nu gạch nè những cây này thì đã đậu trái rồi ha cả nhà ha Tuy nhiên cái năm đầu tiên thì không có cây nào mà cho chúng ta được quá nhiều trái đâu nha cả nhà Vài trái cho vui thôi để mình biết là cây đã trưởng thành Còn đây là cây cây cam ruột hồng đó cả nhà Và đặc biệt Thảo có một cây cam ruột đỏ hay còn gọi là cây cam máu Cái tên của nó nằm ở trong cái thép này nè cả nhà ơi Đó mình có một cây thôi hà nếu ai nhanh tay đặt hàng thì sẽ được hưởng thụ em này nha <laughs> Cái loại cam này cũng rất là lạ, ngon, ngọt và cũng hiếm hàng lắm cả nhà Có nhiều cái uh, tiểu bang á, không có hàng này đâu Sẵn đây Thảo quay luôn những cây tắc ngọt cho bà con mình nè Tắc ngọt thì cũng có hai ba loại Nhưng đặc biệt cái cây tắc ngọt này Thảo rất là thích Là tên của nó là mê qua đó cả nhà Cây tắc này rất là ngọt từ trong ra ngoài luôn ha cả nhà Còn những cây tắc khác á, thì nó chỉ ngọt cái vỏ thôi Bên trong nó chua Cây đang cho nhiều nụ lắm trong từng nách lá nhỏ nhỏ Chắc là video quay thì bà con khó thấy ha Nhưng Thảo thấy được, Thảo biết là nó sắp ra nụ Chừng 2 tuần nữa thôi là nó bung bông ra đó cả nhà ơi những loại thảo quay ở đây thảo không có nhiều Mỗi loại thảo có từ 1, 2, 3 cây thôi Không có nhiều lắm còn đây là những cây chanh ruột hồng Cái đặc biệt của chanh ruột hồng này Là cái bên trong ruột nó màu hồng Và cái vỏ chanh thì nó sọc trắng và xanh Chứ nó không phải như chanh đơn giản của chúng ta Vẫn hay mua là xanh hoặc là vàng Nó không phải như vậy hay cả nhà Thảo cảm ơn cô chú anh chị đã xem hết video nha nếu ai chưa đăng ký hãy nhớ nhấn nút đăng ký subscribe và nhớ nhấn cái chuông bên cạnh để mỗi khi có video mới, YouTube sẽ báo cho mình nha cả nhà ơi. Thảm đến chúc cả nhà mình thật là nhiều sức khỏe và niềm vui trong cuộc sống nha. Tạm biệt mọi người và hẹn mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.